Chị tự làm cái bức tranh này mà nói Happy New Year với Merry Christmas. Với làm cái này luôn. Chị take time của chị để làm nhớ về hồi. Với làm cái này. Đi giới thiệu cái bức tranh kia đi tặng ông bà nội và ông bà ngoại á. Thì giới thiệu cho ông bà nội và ông bà ngoại xem tại nào. Đấy vẽ gì không nào. Đi chắc tranh này là đi tặng ông bà ngoại với ông bà nội. Vì sao đi tặng ông bà nội với ông bà ngoại? Vì sắp Tết ở Việt Nam. Ủa nhưng mà đi vẽ gì trong đó đi nói cho ông bà nội mà nội. Đi vẽ bánh. Bánh. Bánh chưng. Bánh chưng với vẽ cô mặc đồ Tết. Đồ Tết là gì cả? Là cô mặc cái gì đó? Áo dài. Với vẽ con mèo. Vì sao đi vẽ con mèo? Vì hân sắp. Sắp gì con? Sắp. Sắp là năm con gì? Sắp là năm con mèo với con thỏ. Với làm con giò múa lông. Múa lông. Dạ, múa lông. Rồi còn gì nữa không? Dạ không. Hết rồi hả? Dạ. Ok, bye bye nè.